quan tài lo hết, lo từ xe cho tới áo quan. Nghĩa là anh lo miễn phí đúng không? Miễn phí 100%. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt ở bệnh viện Đông Quang Bình của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là nơi bệnh viện này là anh Nhật sẽ trực. Và trước mắt của cô bác quý anh chị đó là một cái chiếc xe từ thiện Nhật Tâm. Trên cái chiếc xe này có chở một cái đứa bé chuẩn bị chở về Gia Lai để mà làm cái thủ tục an táng cho em. Về xuống cho cặp bên hông đường bé thì lát xe chạy luôn. Hiểu không? Hiểu không? Trở về rồi. Hôm nay qua đây thì anh có điện có một cái ca như thế này. Anh đang làm một số thủ tục để mà chuyển bé về để mà an táng cô bác quý anh chị. Hôm nay mình muốn quay lại cho cô bác quý anh chị thấy cái công việc làm hàng ngày của anh Nhật luôn. Anh là ba mẹ bé hả? Tình hình bé sao rồi? Ở đây. Mới chân bé bị hoại tử hả? Chân này hả? Cái này sao bác? Bé bị sao mất vậy cô? Bị rắn cắn hả? Là bị lâu chưa cơ? 23 đêm rồi. Là nhà mình nhận không nhỉ? Lớn à? Chỗ này. Bé bao nhiêu tuổi được luôn? 2 tuổi à? Mới mốt em gọi điện cho người nhà á. Em gọi điện cho người nhà á, em hỏi người nhà là có cần máy bơm tinh điện không? Tại vì ở dưới nhà mình có máy bơm tinh điện. Phải là mới có 2 tuổi thôi. Có máy bơm tinh điện thì để coi lấy cái máy bơm tinh điện vô đưa này đưa cái ống vô rồi sử dụng, chứ ở nhà có máy bơm tinh điện mà không lấy đem đi cũng đâu được, hiểu không? Đây là chiếc xe của anh, là chiếc xe cộng đồng đúng không? Bây giờ con tôm này mày đi hết cả ngày luôn. Cứ một tài đi gì á? Có một tài đi rồi. Cái này quan tài đồ anh lo hết anh Nhật. Đúng rồi, quan tài lo hết. Lo từ xe cho tới áo quan. Nghĩa là anh lo miễn phí đúng không? Miễn phí 100% cho bà con nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Là chở về áo quan tài đồ anh lo hết. Lo hết, gia đình không phải trả một đồng nào hết. Gia đình không có bất đồng nào. Đúng rồi. Cái cơ duyên làm sao mà gia đình xa như vậy mà biết được anh ở đây như thế này? Thì bên công tác xã hội bệnh viện Nhi Đồng 2 gọi điện cho bên em. Thì em nhận thông tin thì bắt đầu điều phối anh em tài xế để mà đi hỗ trợ rồi xuống rồi hỏi tình hình sức khỏe bé như thế nào, nếu mà bé khỏe thì hỗ trợ cấp đi về không, còn nếu mà tình hình bé mất thì hỏi gia đình có cần áo quan hay không, thì lúc đó nếu mà gia đình cần thì mình hỗ trợ luôn cái áo quan em bé cho bé. Thì cái quan trọng là để coi bé bao nhiêu tuổi và chiều dài của bé là bao nhiêu để mình lúc đó mình lấy cái áo quan cho tương xứng với phù hợp. Thì thôi, để cho xe đi trước đi. Đúng rồi. Bây giờ là cái hoàn cảnh gia đình thì rất khó khăn thôi nha. Gia đình bên công tác xã hội bệnh viện Nhi Đồng 2 á, với các bác sĩ nói là gia đình rồi dân tộc nên rất là khó khăn nên mình hỗ trợ toàn bộ. Nghe bệnh viện Nhi Đồng 2 là nói bé nằm viện bao lâu? Dạ không, tại vì thường thường là em chỉ có nhận ca Nhi Đồng 2 cần hỗ trợ bà con nghèo về là gọi điện cho em cho xe lên hỗ trợ về. Có nghĩa là tất cả các bệnh viện nếu như mà gặp bệnh nhân mà gặp khó khăn thì anh đều hỗ trợ hết chứ không? Em đều hỗ trợ hết tất cả các bệnh viện chứ không phải riêng cái một bệnh viện không. Dạ. Thì thôi thì thôi chia buồn cùng gia đình cô nha. Dạ. Bây giờ chuẩn bị rồi đây đi em. Mỗi một ngày như thế thì nó khoảng thường là khoảng bao nhiêu chuyến như thế anh nhỉ? Tại xe bây giờ hiện tại giờ đang thiếu. Thiếu trầm trọng, cũng đang đăng bài kêu gọi để xin xe thêm mà chưa đủ duyên lên xe, chưa có. Nhưng mà
chia sẻ với anh Tiến như thế này. Anh Nhật là làm hàng một ngày 24 tiếng, có thể là làm đến 23 tiếng. Và đối với anh thì có tối 48 anh không tiếng ngủ luôn. À. Còn vấn đề ngủ là không có quan trọng. Anh cho em hỏi thăm anh làm cái này được lâu chưa anh? Em làm cái công việc chạy cấp cứu là 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi bắt đầu là từ đó bắt đầu anh mới ra. Thì từ đó rồi mình tiếp xúc với bà, những lần mình chuyển bệnh lên nhi đồng, nhi đồng rồi Chợ Rẫy, rồi mình mới bắt đầu mình thấy những bà con nghèo á. Người ta khóc lóc, người ta cần xe. Thì mình mới hiểu được cái hoàn cảnh tâm tư của người ta là cái cảnh khổ mà không tiền cần xe mà đưa người thân về. Mà giá nó thiệt là giá mà xe dịch vụ. Với lẫn nếu mà vấn đề lỡ mất bị tai nạn, giá bên mai táng nó rất là cao. Thì đâm ra mới lúc đầu thì mình làm chuyến xe không đồng hỗ trợ bà con nghèo. Cái sau này mình thấy vấn đề mai táng nó đắt đỏ quá. Thì mình làm luôn cái mai táng từ thiện luôn. Mình lo trọn gói hết luôn. Đều không đồng hết. Rồi những trường hợp mà ví dụ như đưa về quê như vậy thì mình đâu có thể nào mình lo mai táng được. Thì mình chỉ có thể mình hỗ trợ vấn đề xe không đồng, áo quan cho gia đình về. Như vậy thôi, và các bệnh. Nếu như mà cái chuyến xe lúc nãy mà không có chuyến xe không đồng của anh thì chi phí từ Sài Gòn này về đến Tâm Tâm là cái đó giá nó tùm lum giá, mình không có nói được. Muốn nói đúng luôn là cái giá mà đánh vào tâm lý của người dân. Thì nói thẳng một câu là xe du lịch anh hơi rất là dễ, nhưng mà xe cứu thương thì cái tâm lý anh muốn đưa người thân anh đưa về nhà. Thì cái giá nào bây giờ không tiền anh cũng bằng mọi giá anh về, anh vay anh mượn để anh đưa người thân anh về. Nên cái giá muốn hét giá nào hét hả? Đúng rồi, cái giá đấy thì nhiều khi người ta cân cao lên không có biết được. Dạ đúng rồi, giá vô thường giá tùm lum giá hết. Nói chung là do người bệnh nhân thỏa thuận với nhà xe thôi, cái xe thôi. Dạ đúng rồi. À, từ cái việc mà cái chuyến xe không đồng của anh đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng cái thu nhập những cái người chuyến xe dịch vụ khác. Thì anh có gặp cái gói gì là khi mà anh dạ xe không đồng này không? Tại vì nói thẳng một câu, ở đây tụi em nói chuyện với người già bệnh nhân, em hỏi có tiền hay không? Kêu có tiền kiếm dịch vụ đi. Đây em không chở. Nói thẳng luôn là em không chở, vì sao? Xe em là phục vụ cho bà con nghèo, không đồng em không thu tiền. Còn nghèo thật sự em chở về. Còn có tiền kiếm dịch vụ đi. Nên hai cái tách biệt không có va chạm nha. Nên là mình chỉ giúp những bà con nghèo khó khăn. Dạ đúng rồi. Ở vùng xa. Dạ đúng rồi, thà em để xe cho nằm. Dạ dạ. Chứ có tiền kêu xe dịch vụ em không chở. Có tiền kêu xe anh chở mà đưa tiền anh vẫn không chở. Dạ đúng rồi, em chỉ đã phục vụ cho bà con nghèo thôi. Mình có mấy đầu xe anh? Hiện tại giờ em có 3 chiếc. 3 chiếc. Nghĩa là đi 24 hay 24 nha. Đó anh em đi một tài đi con tâm là đi một tài á. Nhiều khi đó một anh đi ra tới ngoài cái gì Thanh Hóa gì á, một tài đi ra tiếp về Bắc gần 2000 cái... bình thường tụi em đi đạp đây ra Phú Thọ bình thường đâu gì đâu. Rồi đi dưới vậy, xe Bắc Nam đi liên tục mà. Nên đâm ra ví dụ như những trường hợp mà đi ra tới ngoài Bắc thì tới lúc mà ở đây mà cần xe là em hết xe rồi. Yeah. Đâu quay đầu về đâu kẹp, thì lúc đó mới thì anh Tấm Sang á, ảnh mới ra thêm xe nữa, ảnh ra được 2 chiếc mà nó thì ảnh bước chân vô rồi ảnh mới hiểu được cái hoàn cảnh là không đủ xe để đáp ứng, không đủ xe đó. Bởi vì người nghèo còn quá người nhiều. Nghèo còn quá nhiều. Bây giờ em nói thẳng luôn, cho dù anh giàu cỡ nào, anh có bảo hiểm mà vô những thuốc đặc trị anh không có tiền cũng như không. Yeah. Anh 10 căn nhà anh cũng bán nó chưa đó. Yeah. Là ví dụ như cái chi phí để bạn duy trì cái công việc này thôi. Thì cái trước mắt là bạn bè anh chị em mạnh thường quân rồi quen biết qua Facebook rồi Zalo rồi gặp ở ngoài đời. Còn khi nào mà trang trải mà không nổi nữa thì bắt đầu mình mới rút tiền lương của mình ra. Thì lương nhà nước đâu có nhiều. Thì có nhiêu mình sợ nhiêu. Còn khi nào mà âm mình nhiều khi nó thiệt là thiếu nợ luôn, bị đòi. Đi làm việc thiết là còn đi đòi đó. Thì dạ đúng rồi. Anh Nhật vẫn đang ở nhà thuê mà. À. Hiện tại giờ em đang ở nhà thuê. Rồi ngoài diễn ra nhiều khi ví dụ như điển hình là bé Nho, rồi bé Khang. Có duyên thì em mới giúp. Dạ. Còn không có duyên năn nỉ em cũng giúp. Vậy là tại... ở bệnh viện này là 24 giờ 24. Tùy, em cũng làm theo ca nữa. À. Theo ca em đi em về. À. Rồi sắp đến giờ anh về chưa? Dạ chưa, tới sáng mai mới về. Sáng mai mới về. Em chạy xe cấp cứu cho bệnh viện mà. À vậy là anh ấy làm xe cứu bệnh viện luôn. Đúng. Rồi bắt đầu từ cái lúc mà anh làm lái xe cho bệnh viện thì anh mới nhìn thấy được cái hoàn cảnh của bà con. Dạ đúng rồi, thì em mới làm ra cái chuyến xe không đồng. À. Rồi từ cái chuyến xe không đồng bắt đầu thấy những hoàn cảnh mà người ta cần áo quan này nọ đưa về.
thì bắt đầu mình làm luôn ra cái vấn đề mai táng từ thiện, lo trọn gói cho những người nghèo không có nhà không có cửa mà ở thành phố Hồ Chí Minh, mình lo luôn. Trong mặt là các tỉnh, nguyên cái tỉnh miền Tây từ Long An về tới Sóc Trăng, là cứ tỉnh nào mà giáp giáp khoảng chừng 300 cây đổ lại là em lo mai táng trọn gói miễn phí.